Mình chào bà con anh em trong cộng đồng. Đấy. Có những mấy việc như sau mình khuyên anh em. Thứ nhất là một số anh em hỏi là cúng ông táo mới cúng giao thừa là không nên cúng. Thì mình cũng xin trình bày lại với anh em. Thứ nhất, để nói về vấn đề cái cúng và không cúng ở đây nó đang bị nhuận mất một tháng. Vì sao nó nhuận? Các bạn phải hiểu là tại sao nó nhuận. Tại sao tự dưng một năm lại dư ra một tháng, lại tháng thiếu tháng đủ? Bây giờ tớ chỉ nói cho các bạn mình hiểu như thế này này. Cái này nó liên quan đến lịch lúa nước của người Việt Nam mình, nó liên quan đến cái thuần phong mỹ tục người Việt mình. Nếu như mà chúng ta mà tính theo như chu kỳ thì đây đã là tháng Tết của chúng ta rồi. Tầm đây là 20 âm của tháng 1 năm 2024. Thế nhưng mà chúng ta nhuận mất tháng, chúng ta bây giờ vẫn là 20 âm của tháng 12 năm 2023. Thì trong cái quá trình thì chúng ta phải phân tích và hiểu về hệ thống lúa nước tại sao bị nhuận. Thời gian tất cả quá trình thêm và thiếu tháng và đủ tháng, mục đích để phục vụ cho cái lúa nước của người Việt mình. Cái kinh nước của người Việt mình của năm ngoái và năm nay nó chỉ chênh nhau có tầm 1 ngày đến 2 ngày. Tầm này của ông công ông táo của năm 2023 là khi chúng ta ra sông, ra những nơi gần biển là rõ nhất, thì là nước đang là nước đứng. Nước không phải là nước trôi, nếu là tầm 12 giờ trưa mai là nước đứng, là nước lên. Đang là giờ nước lên, không phải là giờ nước hạ. Nhưng từ 12 giờ trưa cho đến tầm 2 giờ chiều mai là tầm nước hạ. Nên là các bạn phải hiểu được cái chiều sâu. Không hiểu thì các bạn rất nhiều người hoang mang và rất nhiều người lên mạng nói là năm nay không được cúng ông công ông táo, không được cúng giao thừa, rồi không được cúng năm mới. Toàn nói bậy bạ hết. Nếu mà thay đổi cái một tháng này là tháng Tết thì khi chúng ta vào lúa mạ nhá của cái mùa mùa đông xuân đấy là chúng ta vỡ mặt luôn, bị lệch. Đơn giản nhất là chúng ta vào mạ không đúng, mạ tức là thóc vào không đúng của mùa lúa nước thì là chúng ta chết rồi. Mùa màng thiên tai xuân hạ thu thu đông, một năm là 4 mùa, thì là nó có những mùa cấy mùa gặt nó rất quan trọng. Nếu như các bạn chỉ cần vào sai cái lịch mà mùa gặt mùa cấy là các bạn chết rồi. Tôi nói anh em đơn giản nhất là bây giờ mà cứ giữ cái lịch này, chuẩn bị mà lập mạ mà chúng ta vào mạ như là chết rồi. Những ai trồng lúa lon mạ lon là chết hết rồi, sương muối chết hết, phải đợi mùa xuân. Nên là nó phải tính theo đúng chu kỳ của con nước. Các nhà khoa học thế giới và cộng đồng và tất cả những các cụ mình bao nhiêu nghìn năm nay để lại những kinh nghiệm. Kinh nghiệm ấy không phải kinh nghiệm đời thực, mà kinh nghiệm ấy là do thiên tai lũ lụt thời tiết để phục vụ nuôi trồng thủy sản, canh tác và nông nghiệp, trong đó có trồng trọt chăn nuôi. Lúa nước của Việt Nam mình nó là cái nền tảng gốc rễ rất quan trọng. Sai về kinh độ, sai về thời gian vào mạ, sai về con nước thì lập tức các bạn không lấy nước về về đồng được, mà các bạn sẽ lấy sai mùa, sai đến lúc mà lấy nước nó không đúng, không có nước vào mạ mà không có nước là chết rồi. Trồng lúa không nước là chết rồi. Nên là các bạn phải tính toán. Nên là các nhà khoa học và các cụ nhà mình nghìn năm nay, 4.000 năm lịch sử người Việt mình và tất cả trên thế giới, người ta thống nhất nhau như thế, là tổng kết ra những cái chu kỳ đấy. Cái chu kỳ này là thuần phong mỹ tục. Còn đừng nghe những người tuyên truyền trên mạng là không cúng giao thừa, không cúng ông táo là láo toét, phi khoa học. Các bạn biết thế nào nước ba đừng không? Thế nào nước nước đứng không? Hiện giờ đang là nước đứng. Nước đứng là nước không trôi, nước lập lờ. Trưa ngày mai các bạn ra sông, nó là nước đứng. Đúng 12 giờ trưa ngày mai các bạn ra sông, các bạn thả cá, chép. Các bạn sẽ nhìn thấy từ 10 giờ cho đến 12 giờ, nước đứng, nước lên. Nhưng nó đứng, nó không to, nó cứ lập lờ ở mặt sông thôi. Nhưng nước rút là nước nó sẽ cạn dưới gần gần mép, tức là rút được tầm 5 mét đến 10 mét. Nên là các anh em phải hiểu thế nào là mùa nước nước. Những người là ở miền biển, những người nào trồng lúa nước, những người nào trồng canh tác, nông nghiệp, thủy sản, hải sản, hay là tất cả những liên quan đến phần nước, kinh nòi, kinh nước, kể cả thuyền bè đi lại. Rất quan trọng là cái lịch vạn niên, cái lịch vạn niên của người Việt Nam mình đưa ra, nó liên quan đến cái canh tác, trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, tăng gia sản xuất đầy đủ. Nên là các bạn đừng bao giờ mà nói những câu là bây giờ là tháng Tết rồi, không có đâu. Bây giờ nó là 20 âm của tháng 12. Tuy chúng ta bị dôi ra mất một tháng, nhưng cái dôi này nó có ích lợi là nó cân bằng được cái chu kỳ con nước
của tuần hoàn của tự nhiên. Thời gian có thể thay đổi nên chúng ta có thể tháng phải thay đổi. Thời tiết thay đổi nên chúng ta thay ngày giờ để phù hợp với thời tiết, để lấy những đón những cái con nước, những cái dòng nước đấy để nuôi tôm, nuôi hải sản, tàu bè đi lại và trồng lúa nước. Và liên quan đến lũ lụt thời tiết, cái này rất quan trọng. Một khi mà mình mà thay đổi cái này theo đúng chu kỳ 1 năm 12 tháng, có những 1 năm 13 tháng, đúng không? Bởi vì nó nhuận, nó dư ra 1 tháng. Nhưng mà các bạn phải hiểu là nếu như thay đổi như này thì cứ quá trình thay đổi nó sẽ lân dần. Cái thời gian chu kỳ vào nước là không vào được. Ai đi đường thủy, đường sông, đường bộ thì liên quan đến lúa nước rất nhiều. Lúa nước là cái 4.000 năm lịch sử người Việt mình là nó đã có rồi, nhiều đời, nhiều ngày rồi. Các cụ nhà mình đã từng thay đổi Tết Nguyên Đán, thay lịch. Đấy. Lịch sử Việt Nam mình đã từng thay lịch đón Tết Nguyên Đán theo đúng chu kỳ 12 tháng. Nhưng nó đã sai. Bởi vì khi đến lúc mà lập xuân ấy là cái hoa hồng nó không nở được. Và các loa mà hoa nó không nở đúng kỳ. Nó bị sương muối, nó sai chu kỳ. Bởi vì là giữ 12 tháng về sau bắt buộc phải thay đổi lại. Một khi thay đổi chỉ cần dôi lên 1 tháng hay là lấy đúng chu kỳ, không theo đúng thời tiết thì một hậu họa nó kinh khủng lắm. Hậu họa kinh khủng luôn. Nó sẽ nền tảng kinh tế, nền tảng lúa nước đi xuống, tất cả tăng gia sản xuất bị dừng hết, đình trệ cả toàn quốc gia Việt Nam mình và toàn Đông Nam Á và toàn hành tinh mình. Nên cái lịch đấy là lịch bất di, bất dịch, không thay đổi. Nó liên quan đến lúa nước người Việt mình. Châu Âu nó không trồng lúa nước, nó không sử dụng kinh nước nhiều, nó chỉ sử dụng hải đồ thôi, sử dụng mực nước thôi và kinh văn thôi. Nên là Việt Nam mình và Đông Nam Á mình, kể cả Trung Quốc cũng phải lệ thuộc hết toàn bộ cái dãy Đông Nam Á mình phải sử dụng. Nên các bà con cứ yên tâm mà làm theo đúng chu kỳ, cứ cúng giao thừa, cúng ông táo. Mà các bạn nếu cần epoch của tớ hướng dẫn cho các bạn đầy đủ nhá. Trong cái mã quét quy giờ của tớ và được hướng dẫn sử dụng nhá. Bây hiện giờ là mình đang live ở trên TikTok. Và xin phép là anh em lưu ý, mình hướng dẫn cho các bạn theo khoa học và nền tảng của khoa học biện chứng của giải trình, của những các nhà khoa học đã đưa ra. Nên là bởi vì mình là người ở cái phần lúa nước, mình là người ở phần sông nước, mình ở gần biển nên là mình biết đặc thù. Chỉ cần vào sai cái lịch con nước thôi, thuyền bè đi lại là chết dở rồi. Cái hiệu lệnh là dừng đỗ bến và liên quan đến bên sạt bên lở là chết rồi. Chỉ cần bên sạt thôi. Bên lở lúc nào? Lở nó có mùa, sạt có mùa, bên bồi có mùa, chứ không phải đơn giản. Lệch 1 tháng thôi là chết rồi. Nên là không bao giờ được phép lệch. Mình báo cáo như này cho tất cả cộng đồng anh em. Trong tất cả hệ thống mạng, mọi người tuân thủ theo nội quy của nhà nước đưa ra. Và cái nội quy kinh nước đấy không thể thay đổi được. Và các bạn cũng đừng nghe những cái đối tượng thiếu hiểu biết tuyên truyền gọi là không đúng và làm những việc không đúng. Nói chung là xuyên tạc linh tinh, là không được cúng tam tai, thái bạch rồi lọ kia luyên thuyền hết. Là năm nay là không được cúng giao thừa, không được cúng công táo, không được đi lễ đình chùa. Tuyên truyền là láo toét, không hiểu biết, ngu muội, ngu mục. Mà những con người đấy tôi thực sự biết là nó có hiểu cái gì đâu. Bản thân chúng nó vẫn cúng ấy, chứ đừng nói khui người ta không cúng, nhưng nó vẫn đang cúng ấy. Đó là Tết dân gian, Tết cổ truyền và làm theo đúng nội quy. Và quy trình nó vẫn đúng như quy trình bình thường nhá. Ngày mai, hôm nay là ngày 22 âm tháng 12 năm 2023. Và ngày mai là ngày 23 tháng 12 năm 2023 âm lịch nhá. Mình mong anh em là cúng trước 12 giờ và đúng 12 giờ. Và qua 12 giờ thì là muộn rồi. Theo như tiếp tục thì người ta cúng từ ngày 20, 21, 22, 23. Nhưng tất cả người Việt mình đa số là ngày 23 được dồn vào ngày đó. Và nếu ai bận thì có thể cúng từ ngày 21, 20, 22 cũng được, không sao cả. Và chào tất cả bà con, nhớ là bao sái, dọn dẹp ban thờ, dọn dẹp sạch sẽ và để đón cái Tết. Nhớ là không uống bia, không uống rượu và không đi xe máy ở trong tình trạng không ổn định, bất ổn định, là uống bia rượu nhá, để giữ an toàn. Và không đi ô tô, lái ô tô trong tình trạng là say xỉn, uống bia, uống rượu và tuân thủ theo luật pháp và hiến pháp của quốc gia của người Việt Nam mình nhá. Thôi chào bà con anh em, cộng đồng ở trong TikTok. Chào tất cả bà con anh em nhá. Chia sẻ, follow cho mình, quý mình.